chào anh em nhé. Hôm nay lấn vào cái lô hàng của em có một con lọc Hàn Quốc rất là đẹp, size 1U. Em không nhớ là hôm nọ có anh em nào hỏi em là có con lọc size 1U nào không, thì hôm đấy là em không có hàng, hết hàng. Hôm nay có một con này, một con duy nhất thôi. Hãng Artis Hàn Quốc SG215. 215 nó có nghĩa là hai kênh, mỗi kênh 15 cân đấy. Con này đánh gia đình cực hay luôn. Sự kiện thì không hợp nhé. Sự kiện thì không hợp nhưng mà đánh gia đình con này cực hay luôn. Đấy, tiếng nó ra đạt được tầm khoảng 80% của con Sansui này. Nếu mà để như con lọc 1U mà của Trung Quốc ấy, như là con U mà sản xuất tại Trung Quốc này, thì không bao giờ cho ra cái chất âm hay và chi tiết được như cái con Hàn Quốc này. Đấy, con lọc Hàn Quốc này tiếng hay hơn rất nhiều những con mà kể cả con 2U, 3U của Trung Quốc ấy. Nó là sản xuất tại Hàn Quốc, hàng Hàn Quốc xịn luôn. Như anh em thấy đây, đã bao nhiêu năm sử dụng rồi nhưng mà tất cả những cái linh kiện của nó chưa một con nào chân bị han gì cả. Đấy, tất cả linh kiện còn rất là đẹp. Mạch nhìn rất là đẹp. Mạch này nó nhìn nó Hàn Quốc làm giống cái chất lượng của linh kiện của mạch ấy, giống cái của Nhật Bản, thế nên là rất là bền. Đấy, lâu năm sử dụng rồi nhưng mà tất cả những cái con chân của những cái con IC và những cái con chở, đấy, cả những cái con chở đấy, chưa một con nào bị phai màu hay là bị han chân cả. Nguồn chạy nguồn biến áp. Đấy, cái dòng Hàn Quốc này thì đa số là nó toàn dùng rắc bông sen và rắc chuyển đổi 6 ly thôi. Made in Busan, Korea. Được sản xuất năm 2010. Đấy, đến nay là 8 năm rồi. 8 năm rồi mà bên trong ruột linh kiện chưa một cái gì bị han gì cả. Thì anh em thấy là cái chất lượng linh kiện của nó rất là tốt. Tiếng cực kỳ hay luôn. Em báo giá luôn cho anh em là giá 2 triệu. 2 triệu bao ship toàn quốc. Và tặng kèm dây rắc nhé. 2 triệu bao ship và tặng kèm dây rắc. Và em chỉ có một con duy nhất thôi. Bây giờ em sẽ test cho anh em nghe trước đây một lúc. Phải nói là nếu mà để lọc một U Trung Quốc thì không có một con nào có thể hay bằng cái con này được. Đấy là so với lọc một U nhé. Đấy, còn nếu mà con này mà so với con 2U như con Yamaha và nhiều cái loại chất lượng hơn ấy, thì nó không thể bằng con Yamaha được. Nhưng mà nó chỉ thua một chút thôi. Thì em đang đánh cái đôi loa full đơn 40 với con đẩy đây con đẩy cát này, 600W một kênh này. Ông nội em có 4 con nhưng mà hôm qua em bán 3 con rồi, còn bây giờ còn lại 1 con. Anh em nào mà sáng này hỏi em ấy thì nếu mà cần thì liên hệ với em nhé, một con duy nhất thôi. Khi mà em để bình thường không qua con này và khi em cho qua con này thì nó nghe nó khác hẳn luôn, nghe nó tươi sáng hơn rất là nhiều, như kiểu đang ngủ gật mà bị ông nào ông ấy tát rồi phát ấy. Đấy, cảm giác nó khác hẳn luôn, trời vực. Đấy, bây giờ em tắt đi trước nhé. Đấy, cho em không cho quay nữa.
em chỉ có duy nhất một con thôi. Rất là đẹp. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nhanh với em nhé. Cọc cho em 100.000 là hàng sẽ lên đường ngay chiều hôm nay. Xin chào anh em.